Kính thưa quý vị, niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ bị giảm trong tháng 3. Theo một cuộc khảo sát sơ bộ của Thomson Reuters và Đại học Michigan, cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ đã giảm 5.8 điểm trong tháng 3. Sự suy giảm bất ngờ xuống còn 71.8 điểm từ mức 77.6 điểm trong tháng 2 đã đẩy niềm tin của người tiêu dùng xuống đến mức thấp nhất trong hơn một năm. Lý do là vì ngày càng có nhiều người Hoa Kỳ không hài lòng với chính sách kinh tế của chính phủ, đặc biệt là đối với bế tắc tài chính đang diễn ra, bao gồm cả chương trình cắt giảm chi tiêu của chính phủ liên bang. Rất ít người dự đoán rằng sẽ có những cải thiện trong tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường lao động. Mọi người cũng bi quan hơn về triển vọng tài chính của riêng mình. Chỉ có 20% mong đợi tình hình của họ sẽ cải thiện trong năm nay, một mức thấp kỷ lục của cuộc khảo sát hàng tháng. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy các thiệt hại của sự suy giảm niềm tin đối với kế hoạch mua sắm cho đến nay vẫn rất thấp. Một loạt các dữ liệu gần đây cho thấy người tiêu dùng đang mua sắm các loại hàng hóa lâu dài như nhà và xe hơi, và doanh số bán lẻ tại các trung tâm mua sắm cũng đã gia tăng, khiến một số nhà kinh tế đã nâng cao dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm nay.